Chào các bác, em lại mang đến cho các bác một chiếc thùng bè Giros chơi được hai bản nhạc. Ngay từ phần màn hình nhỏ của các bác thì các bác cũng đã thấy đây là một thiết kế rất là đẹp của người Pháp và đến từ một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng, đó là thương hiệu Giros. Với một thiết kế thùng bè theo em kích thước vừa đo thì nó có chiều rộng khoảng 50 và chiều dài, chiều cao đấy là 55 cm, sâu 17, chơi được hai bản nhạc. Tổng thể thì gần như là đẹp trên 95%. Bây giờ em sẽ quay sát để các bác có thể nhìn kỹ hơn về thiết kế của chiếc Giros này. Các bác có thể nhìn đây, một thiết kế rất là đẹp của người Pháp, thiết kế với những lớp vân nù cực kỳ tuyệt vời, được cách điệu bởi một lớp vân nù màu vàng đây, tạo điểm nhấn và họa tiết bằng đồng. Họa tiết bằng đồng các nhá, đối xứng hai bên đây, một thiết kế rất tạo điểm nhấn cực kỳ tuyệt vời mà người Pháp và thương hiệu Giros muốn gửi tới các bác. Không thể thiếu được rồi, một chiếc đồng hồ cao cấp thì không thể thiếu được một chiếc tay cầm bằng kim loại rồi. Phần kính cách điệu vẽ họa tiết gương đây, để lộ một quả nắp bên trong. Em sẽ quay chậm để các bác có thể nhìn rõ hơn về thiết kế ngoại hình của chiếc Giros thùng bè. Theo em nghĩ đây là một chiếc rất là đẹp, đáng để các bác sưu tầm. Từng đường vân còn cực kỳ là tuyệt vời. Nhìn từ các góc cạnh khác nhau, nó sẽ cho các bác một vẻ đẹp khác nhau của chiếc đồng hồ Giros này. Các bác nhìn đi, một mặt số nền vàng nổi bật của thương hiệu Giros. Đây là logo Giros đây, Giros ký hiệu tên bản nhạc, là một kim đặc trưng của thương hiệu Giros này. Chơi hai bản nhạc các bác nhá. Rồi, em sẽ đi vào phần bên trong luôn. Đi vào phần bên trong thì các bác có thể nhìn đây, một chiếc đồng hồ tuyệt vời. Thì chắc chắn mọi chi tiết đều được làm hoàn chỉnh. Từ phần bản lề các bác nhìn này, được cố định rất là chắc chắn. Một chiếc tay có zin của thương hiệu Giros thì cũng không thể thiếu được rồi. Các ốc chốt tường hai bên còn đầy đủ hết. Một tờ giấy của nhà sản xuất, được người chủ cũ người ta lưu giữ này, rất là đáng giá các bác ạ. Rồi, tiếp đến là một phần quả nắp thì không để chê được rồi. Bộ máy vách đồng nhưng được một lớp ngoài bảo vệ. Các bác nhìn đây, thương hiệu Giros làm lên một lớp bảo vệ để tránh bụi bẩn cho các bánh răng, ảnh hưởng đến cấu trúc của bộ phận máy. 8 gông đồng cho các bác hai bản nhạc. Các cần khóa hoạt động rất là mượt mà. Các bác nhìn đây, hai bên đều có các cần khóa hết nha. Trong quá trình mà các bác không muốn nghe chuông hoặc là các bác muốn vận chuyển. Còn đây là cần gạt chuyển bản nhạc đây, hai bản nhạc, gạt lên gạt xuống. Em sẽ bắt đầu là thử luôn tiếng chuông để các bác được thưởng âm luôn chiếc Giros chơi hai bản nhạc này. Xem các bác thử xem âm thanh này có đáng để các bác sưu tầm không. Rồi, em sẽ chuyển qua bản thứ hai để các bác được thưởng âm. Cần gạt chuyển bài thì ở đây, các bác gạt lên cho em. Rồi, tiếp tục bản thứ hai. Âm thanh của bộ công đồng rất là tuyệt vời phải không các bác? Đầy đủ âm thanh, ngân nga có, trầm âm có. Rồi các bác có thể ngắm kỹ hơn về một phần mặt số mà thương hiệu Giros muốn mang tới cho các bác đây. Một thiết kế đẹp, nguyên bản. Và tổng thể thì em nhận xét đây là một chiếc đồng hồ đẹp trên 95%, đáng để các bác sưu tầm. Các bác nhìn này, từ ngay phần thiết kế bên ngoài đã toát lên một vẻ đẹp rất là thanh lịch rồi. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của đồng hồ Vang Vọng. Các bác nhớ tiếp tục ấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những chiếc đồng hồ cổ đẹp tiếp theo. Và giá em sẽ luôn luôn công khai dưới phần nội dung video. Xin cảm ơn các bác.